Liễu Như Thị, kỹ nữ được cả Trung Quốc nể trọng. Liễu Như Thị, người Gia Hưng, Chiết Giang, sinh vào năm Vạn Lịch thứ 46 1618, là một kỹ nữ tài hoa cuối thời nhà Minh và đầu thời nhà Thanh. Không ai rõ thân thế bà ra sao, chỉ biết khi năm Liễu Như Thị được 10 tuổi, vì nhan sắc hơn người bà được danh kỹ Giang Nam nhận nuôi. Không phụ lòng bồi dưỡng của sư phụ, Liễu Thị vừa tròn 14 đã làm khuynh đảo biết bao danh tử hào môn thời bấy giờ. Chỉ trong một thời gian ngắn, bà đã trở thành tần hoài danh cơ, leo lên vị trí đứng đầu trong tần hoài bát diễm, danh xưng cho 8 kỹ nữ hạng nhất tại Nam Kinh. Không ít giai thoại về Liễu Như Thị được truyền tụng, câu chuyện cuộc đời bà còn được dựng thành nhiều truyện, kịch, phim như Liễu Như Thị biệt truyện, Trần Tử Long Liễu Như Thị thi từ tình duyên, Áp ảnh viên tập, Hà Đông Quân tiểu truyện. Trong đó nổi tiếng nhất là bộ phim Liễu Như Thị do nữ diễn viên Vạn Thiến đóng cùng nam chính là Phùng Thiệu Phong. Đây còn là bộ phim duy nhất lọt vào giải đề cử Gấu Vàng tại Liên hoan phim Berlin. Phim xoay quanh cuộc đời ngắn ngủi nhưng đầy huy hoàng của danh kỹ Liễu Như Thị, người đứng đầu tần hoài bát diễm. Trong thời thế loạn lạc, mối tình tay ba của Liễu Như Thị, Trần Tử Long và Tiền Khiêm Ích như dấu chấm phá tạo nên giai thoại tình yêu cổ điển tuyệt đẹp. Vậy thì Liễu Như Thị trong lịch sử thật sự là người như thế nào? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé! Liễu Như Thị 14 tuổi xinh đẹp hơn người, danh môn thế gia không tiếc vàng bạc để được là người đàn ông đầu tiên của nàng. Biết giá trị của Liễu Thị, sư phụ nhận nuôi nàng đã mở một buổi đấu giá kính để treo bán cô học trò nhỏ của mình, và người thắng cuộc là một nho sĩ họ Chu đã ngoài tuổi lục tuần. Năm Sùng Trinh thứ 5 năm 1632, Liễu Thị được đưa về làm thị thiếp của ông. Họ Chu vốn là văn nhân nổi tiếng thời bấy giờ. Sau khi về làm thiếp thất của ông, thấy Liễu Thị vô cùng thông minh sáng dạ, là yêu thích văn phong và nét chữ của mình, Chu lão gia đã dạy cho nàng thi thơ lễ nghĩa. Liễu Thị học một biết mười khiến Chu lão gia rất vừa ý, ngày càng dành nhiều thời gian dạy học cho nàng hơn. Cũng chính vì điều này khiến các phu nhân và thị thiếp khác của ông căm ghét Liễu Thị. Vài năm sau khi Chu lão gia qua đời, mọi người lập tức hợp lực đuổi nàng ra khỏi nhà. Tứ cố vô thân với hai bàn tay trắng, Liễu Thị đành phải quay về nghề cũ, cải tên thành Ảnh Liên, nàng lưu lạc đến Tùng Giang. Liễu Như Thị nổi tiếng tần hoài là dung mạo phi phàm, thiên sinh lệ chất, thi họa song tuyệt, mỹ diễm tuyệt luân, tài văn chương hơn người, do đó nàng hay kết giao với tao nhân mặt khách. Nàng có sở thích cải nam trang ra ngoài thi văn với nhiều thi nhân khắp nơi, cũng nhờ vậy mà vốn từ ngày càng phong phú, hiểu biết cũng hơn hẳn nữ nhân thời bấy giờ. Trong một quãng thời gian, nàng cùng Lý Đại Vấn, Tống Trương Dư, Trần Tử Long, những nho sĩ nổi tiếng thời ấy đều có qua đoạn tình yêu lãng mạn, nhưng đều đứt gánh. Trong đó giai thoại về đoạn tình cảm tâm đầu ý hợp của nàng và Trần Tử Long cũng không ít lần được đưa lên màn ảnh. Hai người phú thơ đối nghịch cho nhau phụ sướng vô cùng ăn ý. Tài hoa của nàng cũng khiến Trần Tử Long ngày một si mê. Danh tiếng của Trần Tử Long cũng đã làm nàng xao xuyến. Ngặt nổi Trần Tử Long đã có chính thê, chàng nhiều lần đề nghị muốn đưa nàng về làm thị thiếp nhưng Liễu Như Thị quyết không chịu cam phận làm thiếp thêm một lần nữa nên đành dứt khoát đoạn tình. Mặc dù sống ở thời phong kiến trọng nam khinh nữ, thân phận ca kỹ thường bị khinh miệt, nhưng Liễu Như Thị có khí chất lại có tài năng, nàng không chịu mang cái danh tiếng ấy cả đời. Liễu Như Thị quyết tìm cho bằng được người đàn ông chịu lấy mình về làm vợ, bằng không nàng thà ở giá. Cũng nhờ sở thích cải nam trang đi so tài cùng các đấng thi hào thời ấy, mà nàng gặp được Thị Lan Bộ Lễ Thám Hoa Tiền Khiêm Ích, người hơn nàng tận 36 tuổi. Chỉ qua vài câu văn thơ đối đáp, Tiền Khiêm Ích đã đem lòng cảm phục vị huynh đệ trẻ tuổi trước mặt mà không biết đó là một nữ tử thanh lâu. Họ trở thành bạn tâm giao suốt nhiều năm sau đó. Sau khoảng thời gian dài tiếp xúc, Liễu Như Thị dần ái mộ và có tình cảm với người đàn ông tài hoa lịch thiệp này. Nàng bỏ qua cả vấn đề tuổi tác lẫn địa vị để thú nhận với ông mình không phải nam nhân mà còn xuất thân thanh lâu. Không giống như những người trước đây, Tiền Khiêm Ích không quan tâm quá khứ của nàng. Năm 1641, ông dùng kiệu 8 người khiêng chính thức đón Liễu Như Thị về làm vợ. Hai người sống ở Giáng Vân Lâu, ngày ngày đàn ca hạnh phúc.
Tiền Khi Mít vẫn giữ ấn tượng cũ, gọi nàng là Liễu Nho Sinh. Họ có cùng nhau một người con gái. Năm 1644, vua Sùng Trinh thắt cổ tự vẫn, nhà Minh diệt vong, triều đình nhà Thanh được thành lập. Hoàng Thái Cực ra chỉ dụ chiêu mộ lại các quan danh tài học sĩ nắm giữ các chức vụ quan trước đây về triều phục chức. Liễu Như Thị khuyên chồng về kinh nhẫn nhục làm quan để tiện trở thành nội thám cho triều Nam Minh, nuôi ý định phản Thanh phục Minh. Tiền Khi Mít nghe theo, về kinh hành phụng chức thị lang bộ lễ kiêm hàn lâm học sĩ. Liễu Như Thị không đi theo chồng mà ở lại Nam Kinh, ngày đêm lo hậu phương cho các chiến sĩ Nam Minh. Cũng chính vì vậy mà được người dân yêu thương nể trọng. Khoảng năm Thuận Trị thứ tư năm 1647, Tiền Khi Mít dính líu mưu phản bị phát hiện, bắt bỏ ngục. Liễu Như Thị bôn tẩu khắp nơi để đưa Tiền Khi Mít ra khỏi nhà lao. Cuối cùng, nhờ những mối quan hệ quen biết rộng rãi thời còn đi so tài văn chương của mình, Liễu Như Thị đã thành công cứu chồng khỏi tội chết. Cả hai đoàn tụ một năm sau đó. Tuy Tiền Khi Mít làm quan nhà Thanh, nhưng không bị coi là hán gian như Ngô Tam Quế. Ngược lại, cả hai vợ chồng đều được mọi người yêu thương nể trọng. Năm Khang Hy thứ 3 năm 1664, ngày 4 tháng 5, Tiền Khi Mít qua đời. Liễu Như Thị vì quá đau thương cũng qua đời không lâu sau đó, hưởng thọ 46 tuổi. Bà được an táng ở Phật Thủy Sơn Trang tại núi Ngũ Sơn. Con gái hai người gả cho con trai của biên tu Triệu Ngọc Sâm, khép lại cuộc đời của một tài nữ xuất thân Thanh Lâu nhưng tài trí và hết lòng yêu nước.